Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mặc dù khu vực Bắc Bộ trời đã tạnh ráo, tuy nhiên thì vẫn rét đậm rét hại trên diện rộng. Với nhiệt độ thấp nhất phổ biến sẽ từ 10 cho đến 13 độ. Riêng vùng núi phổ biến từ 5 cho đến 8 độ, còn vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Mưa giảm nên tuyết rất ít khả năng xuất hiện, mà ngày mai có thể sẽ xuất hiện hiện tượng băng giá và sương muối ở các vùng núi cao của khu vực Bắc Bộ. Với khu vực miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cảm giác rét buốt hơn với nhiệt độ phổ biến từ 11 cho đến 14 độ. Đặc biệt thì vùng núi về đêm và sáng sớm trời rét hại với nhiệt độ phổ biến sẽ từ 8 cho đến 11 độ. Còn các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với mưa vừa mưa to nên nền nhiệt giảm phổ biến từ 14 cho đến 17 độ. Dự báo từ đêm mai mưa mới bắt đầu giảm dần. Do vậy mà bà con ở khu vực Hướng Hóa, Quảng Trị, Phong Điền, Thừa Thiên Huế hay là Trà Bồng của Quảng Ngãi cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo ngày và đêm mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Gió đông mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển sẽ cao từ 3 cho đến 5 mét và biển động mạnh. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy, vì vậy mà các tàu thuyền cần chú ý. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều không mưa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, đêm và sáng có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ 13-18 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực trung du và vùng núi không mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 10-18 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 13-17 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ 13-17 độ, độ ẩm 85-90%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.